Guruma, sao người lại gọi chúng tôi tới đây bất ngờ vậy? Có chuyện gì sao? Bây giờ chắc là người đã giết người rắn đó rồi, đúng không? Không còn gì phải lo lắng nữa, không còn nguy hiểm nữa, và gia đình chúng tôi đã an toàn rồi phải không? Vẫn còn nguy hiểm, người rắn đó vẫn còn sống sót. Vẫn chưa hết. Có ai đó đang bảo vệ cô ta. Kẻ đó đã đưa cô ta đi rồi. Ý người là cô ta đã trốn thoát và cô ta đã còn sống. Guruma, sao có thể xảy ra chuyện đó được? Người nói cô ta sẽ chết mà, làm sao cô ta vẫn còn sống được? Guruma, xin người hãy nghĩ ra cách giùm đi. Bình tĩnh đi. Quán sự như vậy không có tốt đâu. Ta đang đứng ở trước mặt của các người. Cầm lấy con dao này. Đây, con dao này nó giúp được gì trong khi người cũng không thể giết được cô ta? Đây không phải là một con dao bình thường đâu, biết chưa? Chất độc này độc hơn nọc độc của người rắn. Đây chính là công sức của cả cuộc đời ta. Chỉ cần một nhát và người rắn sẽ phải kết thúc mạng sống của mình. Cô ta sẽ bị tiêu diệt. Chỉ có con dao này mới có thể giết được cô ta. Cô ta sẽ quay lại thôi. Và khi cô ta quay lại thì tấn công cô ta bằng con dao này. Đó nhất định phải là một nhát dao chí mạng. Đi, đem con dao độc này theo đi, để cho ta nghĩ ra một biện pháp khác. Đi đi. Đi thôi nào, Yamini. Dạ. Chờ một chút, Shivanya, mẹ tặng cho con này. Anna, Ankhus, chờ chút. Anh nhìn sợi dây chuyền đi. Lúc đi ra hang động em thấy nó đó. Thì sao? Sợi dây chuyền và bông tai là một bộ. Anh có biết em tặng dây chuyền này cho ai không? Ai vậy? Shivanya. Tặng cho Shivanya thì sao hả? Điều này có nghĩa Shivanya đã đến đây. Nếu không sao sợi dây chuyền lại ở đây? Nhưng tại sao Shivanya lại đến đây? Sợi dây chuyền là bằng chứng có thể chứng minh được Shivanya đã đến đây. Chính là Shivanya. Sẽ không có chuyện gì với em đâu. Shivanya, em mở mắt ra đi. Shivanya nói chuyện với anh đi. Shivanya, em không được ngủ mà. Em phải mở mắt ra. Không lẽ em nghĩ là anh cho phép em rời khỏi anh như vậy sao? Không, Shivanya, anh không để chuyện gì xảy ra với em. Anh không thể cho em bỏ anh được. Trí Thức rất quan tâm tới mình, còn mình thì nói dối anh ấy như vậy. Mình phải làm sao đây? Chị đang nghĩ gì vậy? Trí Thức là Trí Thức. Sao lúc nào chị cũng nghĩ về anh ta vậy? Anh ấy quan tâm chị nhiều hơn là chị quan tâm bản thân mình. Suy nghĩ này đã ám ảnh chị. Chị đã lừa dối anh ấy. Chị lại nói dối anh ấy nữa. Chị lợi dụng lòng tin của anh ấy. Anh ấy đã mạo hiểm để cứu lấy mạng sống của chị. Vậy mà chị thì... Chị yêu anh ta rồi phải không? Không.
Đây không phải là tình yêu. Vậy là cái gì hả Sivanya? Cesar, anh ấy là người luôn hy vọng điều tốt cho chúng ta. Đừng cảm thấy tội nghiệp anh ta nữa. Chị có những dấu hiệu chứng minh là chị đã yêu anh ta. Chị yêu anh ta rồi phải không Sivanya? Sivanya, chị đã quên mục đích của mình, hay chị đã quên sự thật tri thích là con người? Em hy vọng chị biết hậu quả của việc yêu con người là gì. Hy sinh đó. Chị sẽ phải mất hết tất cả sức mạnh của người rắn. Chị sẽ không thể trả được thù. Không, chị không để điều đó xảy ra với chị. Chị không có yêu anh ta đâu. Chị không hề quên mục đích của việc trả thù cho ba mẹ. Chị sẽ không bao giờ lùi bước trước họ, cho dù chị phải hy sinh mạng sống của mình để trả thù. Chắc chắn là vậy. Cesar, em làm ơn đừng hỏi chị nữa có được không? Cầm lấy đi. Đây là... Chị tìm thấy nó trong lâu đài ở Banner. Có một căn phòng khác trong căn phòng cũ. Em hãy đưa cái này cho chủ nhân. Chủ nhân sẽ tìm ra được nó thuộc về ai. Cô ơi, bà dạo mini kêu cô xuống dưới đó. Tôi biết rồi, tôi xuống liền. Dạ. Mẹ, mẹ tìm con có chuyện gì vậy? Rika, bây giờ mẹ muốn hỏi vợ con một số chuyện, được không? Sao mẹ lại hỏi con như vậy? Cổ là con dâu của mẹ, mẹ có thể hỏi cổ bất cứ điều gì. Sivanya, và con có nhớ là mẹ đã tặng cho con một sợi dây chuyền. Mẹ đã đưa sợi dây chuyền cho con rồi. Nó là một bộ trang sức. Sợi dây chuyền ở đâu rồi? Mẹ đang nói chuyện với con đó. Con để nó ở đâu? Mẹ, thực ra thì... Con có biết có phải không? Điều đó có nghĩa là sao hả? Mẹ, sợi dây đó... Ở chỗ của mẹ. Con có biết mẹ tìm thấy nó ở đâu không? Bên trong hang động của nữ phù thủy. Điều đó có thể chứng tỏ là con đã từng tới đó rồi. Đúng đó mẹ, hai tụi con đã đến hang động của nữ phù thủy. Cả hai đứa? Thật sao? Dạ, tụi con đã đến hang động của nữ phù thủy. Tối qua Sivanya và con đến đền thờ thần Shiva, và Sivanya đã bị rắn cắn. Rắn sao? Dạ đúng vậy, cô ấy bị con rắn cắn, đã hôn mê bất tỉnh. Con đưa cô ấy đến chỗ nữ phù thủy để chữa trị vết thương. Cũng may là nữ phù thủy đã cứu mạng cô ấy. Vậy thì điều đó chứng minh là cả hai đứa đã vào hang động. Không mẹ, tụi con không vào trong hang động. Sivanya bị bất tỉnh nên nữ phù thủy ra ngoài để chữa cho cô ấy. Thật sao? Vậy thì làm cách nào sợi dây lại ở trong hang động? Rikki, mẹ nói cho con biết một điều là người rắn hãm hại gia đình của chúng ta đã bị nữ phù thủy bắt vào trong hang động rồi. Nhưng mà có ai đó đã cứu cô ta thoát khỏi chỗ đó. Bây giờ mẹ phải hỏi con Sivanya, sao mẹ lại tìm thấy sợi dây này trong hang động? Điều đó có thể chứng minh là con đã vào trong hang động, và con vào trong hang động đó cùng lúc với một người nào đó để cứu con rắn đó ra, phải không? Mẹ, con không có vào trong hang động. Nếu con không vào trong đó, tại sao mẹ lại tìm được sợi dây chuyền đây? Con không biết gì hết. Đây không phải là dây chuyền của con. Không thể nào có chuyện đó được. Mẹ đã tặng cho con sợi dây chuyền này, và cái này cũng y như vậy. Đúng vậy Sivanya, mẹ tặng sợi dây cho em lúc đó anh cũng có mặt mà. Cái đó cũng y chang như vậy.
Tri Thức, sợi dây này không phải của em. Mẹ cho em sợi dây này nè. Nè mẹ. Cái gì? Sao lại xảy ra chuyện này? Nếu đây là sợi dây chuyền của con, vậy thì còn sợi dây chuyền này là của ai chứ? Không có gì phải thắc mắc nữa Yamini. Sợi dây này thuộc về người đã thả người rắn ra khỏi hang động. Shivanya, con hãy tha lỗi cho mẹ. Mẹ nghi ngờ con mà không có lý do. Mẹ thực sự xin lỗi. Không sao đâu mẹ. Nếu con là người tìm thấy sợi dây này thì con cũng sẽ phản ứng như mẹ. Bây giờ người rắn còn điều khiển cả mẹ, mẹ lại đi nghi ngờ thành viên trong gia đình mình. Mẹ không hiểu khi nào thì người rắn mới tha cho chúng ta. Cẩn thận đó em, cẩn thận. Anh nói em rồi, không được tắm nước lạnh. Thấy chưa, em bị cảm rồi đó. Em không có bị cảm, mà là anh đó. Em có thấy đây là tình yêu thật sự hay không? Em là người bị thương, nhưng anh lại là người cảm thấy đau. Ít ra thì bây giờ em cũng cười rồi. Anh tưởng em còn buồn mẹ nữa. Anh rất xin lỗi, mẹ đã nghi ngờ em rồi. Nhưng lỗi lần này là do người rắn. Mọi người đều bị căng thẳng vì sợ cô ta và bắt đầu nghi ngờ những người xung quanh. Shivanya, chị đã quên mục tiêu của mình, hay chị đã quên mất sự thật Tri Thích là con người? Em hy vọng chị biết được hậu quả của việc yêu con người là gì. Sự hy sinh. Shivanya à, em nghĩ gì vậy? Lại suy nghĩ gì hả? Không có gì. Bây giờ em đã bị cảm lạnh giống như anh rồi. Đó là dấu hiệu chứng tỏ em phải yêu anh nhiều hơn. Chúng ta phải làm gì đó để chúc mừng chuyện này mới được. Chúng ta phải làm gì bây giờ đây ta? Đi thôi. Chị Yamini, chị là một người rất cứng rắn, nhưng khi nói tới Shivanya thì chị sao vậy? Chị quá tốt đối với con dâu của chị rồi đó. Chị tốt với nó là đúng, nhưng mà không được nhân nhượng như vậy. Con bé nói sợi dây chuyền đang ở trong tay nó là chị tin liền sao? Tại sao vậy? Khâm già, cô đang nói gì vậy hả? Hả? Tại sao tôi lại nghi ngờ cô bé chứ? Nó là con dâu của tôi. Nó là người rắn. Ý tôi muốn nói là chị Yamini phải cẩn thận, vì người rắn vẫn còn sống. Chị không bao giờ biết cô ta sẽ biến thành hình dạng gì. Nhìn cho kỹ đi, cùng một sợi dây mà chị đã đặt, trong đó cùng một mẫu thiết kế và kiểu dáng. Chị nhìn kỹ đi, nhìn đi. Cọng dây cũng y chang, cái mề đây cũng vậy. Và còn có tên họ của gia đình khắc ở trên sợi dây đây nè. Tôi nói không sai có phải không chị? Phải không? Nếu đây là cái giả thì làm sao cái kia là thật được chị? Làm sao chị có thể tin con dâu chị dễ dàng như vậy? Nói cho tôi nghe đi chị. Chị đã kiểm tra kỹ càng sợi dây của Shivanya chưa vậy? Chị có thấy tên được khắc ở phía sau hay không vậy? Nói đi, chị kiểm tra chưa? Chị không được quên một điều, chị tìm thấy nó ở bên trong hang động của nữ phù thủy, chỗ mà người rắn bị giam giữ. Bây giờ cô ta được thả tự do rồi. Chị Yamini à, người rắn vẫn còn sống, nguy hiểm vẫn còn ở xung quanh. Chúng ta phải cẩn thận, bởi vì vẫn chưa thể loại bỏ nghi ngờ được đâu. Nghĩ kỹ lại đi. Chúng ta phải đi kiểm tra sợi dây của Shivanya. Chúng ta phải kiểm tra coi đó có phải là thật hay không. Chuyện gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra? Nè Khâm gia, Khabi đang về đây, và em cũng sắp sửa được lên chức làm mẹ vợ rồi đó. Đúng vậy anh Kurt. Có chuyện gì vậy?
Hình như hai người rất lo lắng phải không? Anh Arcus, nhìn sợi dây chuyền này đi. Và cái mề đai này nữa. Đây là sợi dây chuyền có khắc tên gia đình của chúng ta đó. Giống như là sợi dây em đã tặng cho Shivanya. Đây là sợi dây thật đó anh Kurt à. Ý em đang muốn nói là Shivanya nói dối à? Không phải, em thực sự không biết là con bé nó có nói dối hay không. Em đang muốn nói gì đây Yamini? Tôi nghĩ là chúng ta nên đi kiểm tra thêm một lần nữa. Sau đó mọi chuyện sẽ rõ ràng. Không, con bé sẽ bị tổn thương. Chúng ta đã hỏi con bé những câu hỏi như vậy một lần rồi. Nếu làm như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của Ritik và Shivanya. Đúng là vậy đó anh Kurt. Tôi sẽ không để cho chuyện này xảy ra. Tôi sẽ không để các người tìm ra sự thật về sợi dây chuyền của Shivanya đang đeo trên cổ. Shivanya sẽ bị lộ ra thân phận thật sự. Mình phải làm gì đó mới được. Anh biết cách để hết cảm lạnh. Anh có một mẹo nhỏ trên áo anh. Anh đang làm gì vậy? Giúp em. Anh cũng đã bị cảm lạnh rồi. Cả hai chúng ta đều bị cảm lạnh. Chỉ có một cái mền. Chính vì vậy anh phải sống sót qua đợt cảm lạnh này. Em cho anh đắp chung có được không? Mẹ có nói với anh là cảm lạnh sẽ dẫn tới viêm phổi, khó chữa lắm đó. Sau đó bệnh sẽ càng ngày càng nặng hơn, nhiệt độ trong cơ thể cũng càng ngày càng tăng cao. Điều tệ hơn nữa là có thể sẽ chết luôn đó. Bây giờ em có cách để giúp anh khỏi bị cảm lạnh thêm rồi. Ồ, em muốn đắp chung mình với anh phải không? Sao vậy? Bây giờ anh hãy nhắm mắt lại đi. Không lẽ em dùng cách cổ truyền để giúp anh không bị cảm lạnh sao? Em làm gì vậy? Anh không thể nào chờ thêm được nữa đâu. Chờ một chút. Cái gì? Em làm cho anh y như một tên cướp vậy. Bây giờ anh sẽ không bị cảm lạnh nữa. Thật sao? Bây giờ tới lượt anh làm cho em đi. Đứng lại. Chờ một chút. Mình đang bị kiểm tra. Ngay trước mặt thần linh của mình, đó chính là thần Shiva. Như vậy không công bằng.
Mình cần phải lấy sợi dây này đổi thành sợi kia mới được. Mình cần phải làm vậy thôi. Hỡi thần Shiva, cô ta được thần Shiva ban phước, cô ta thực sự thông minh. Vì vậy tôi đã nguyền rủa sợi dây chuyền này ngay trước mặt thần Shiva rồi. Cả thần Shiva cũng không bảo vệ được cô ta. Nếu sợi dây này là thật thì lửa cũng không thể làm gì nó. Nhưng nếu như nó là giả thì nó chắc chắn sẽ bị cháy thành tro thôi. Chúng ta có thể thấy nó thực sự là gì. Nó sẽ biến thành hình dạng khác. Chuẩn bị đi, bật lửa lên. Om namaste kali dukapalini kal bhay harini sankat nivarini rakt bij vinash chand mund taadini kali dukapalini. Cái này là giả. Các người đã suy đoán sai rồi. Đây là sợi dây giả. Bởi vì Khabi chuẩn bị đến nhà cho nên tôi phải về nhà chuẩn bị mọi thứ cho thật là chu đáo. Được rồi thưa phù thủy. Hỡi thần Kali. Hỡi thần Kali. Hỡi thần.